Rồi chào anh em, nay em mới về hàng ha. Ngày nào về hàng trời cũng mưa ha. Đó, anh về được ít hàng, hàng dụng cụ ha. Đây có một con cưa gỗ, hai con cưa gỗ ha. Con này lưỡi 190 ha. Con này cắt cắt mỏng ha, lưỡi 125. Một con bắn bắn đinh, bắn đinh chỉ ha. Phun thùng. Bắn đinh chỉ phun thùng, hiệu mắt nha anh em. Con cưa gỗ lưỡi 165 ha. Này, máy phay hai tay cầm. Mới lắm nha anh em. Ở đây một số con bắn đinh chỉ ha. Con phun thùng nó còn cái mắt kiến luôn ha. Rồi con này là con cắt gốc ha. Cắt gốc lưỡi 216 ha. Một con cắt gỗ lưỡi 255 ha. À, đằng kia là một con cưa trượt ha. Cưa trượt lưỡi 305 nha anh em, Makita ha. Đây là một con cưa bàn ha. Cưa bàn Makita nha anh em. Với một con dao. Con dao để ba cây ha. À. Cây nha anh em. Dao để ba nha, dao này dày ha. Đó, về được mấy con khoan bê tông hệ ha. 2-26 ha. 4 con 2-26 nha anh em. À, thêm một con này nữa này. Con này là mài lưỡi cưa nha anh em. Con máy mài này có điều tốc luôn nè. Điều tốc 6 số ha. Gắn vô đây nè này để mài lưỡi cưa ha. Nó nguyên cái mâm này để mài lưỡi cưa nha anh em. À, với một con cưa trượt ha. Con cưa trượt mài guitar. Rồi em được nhiêu đây thôi. Mưa quá em chưa có lấy hàng về hết á, ngày mai em sẽ có hàng về nữa ha. Mai có một số hàng về nữa. Nay mưa quá em không có lấy hàng vô được ha. Anh em ưng con nào thì nhớ gọi cho em ha. Và kết bạn bên Zalo giùm em ha. Số điện thoại là 0397146414 nha anh em. Rồi giới thiệu sơ cho anh em vậy thôi ha. Clip này là clip em giới thiệu hàng về thôi chứ em không có chưa bán nha anh em, cho nên không có, nó không có giá gì nha. Em thích con nào em dọn vệ sinh cho anh em ha. Rồi chào anh em ha.